Chào mừng tất cả các em quay trở lại chương trình ôn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ. Hôm nay, cô giáo sẽ cùng với các em ôn tập về một nội dung ngữ pháp hết sức cơ bản, đó là thì của động từ, verb tenses. Đây là một nội dung kiến thức đã đi cùng với các em trong suốt quá trình các em học tiếng Anh. Các em gặp nội dung về phần ngữ pháp này trong tất cả các câu hỏi, trong các đề kiểm tra, các đề thi học kỳ, các đề thi khảo sát và một đề thi mà chúng ta đang hướng tới là kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Bài học của chúng ta ngày hôm nay gồm các nội dung sau. Phần thứ nhất là công thức và cách dùng của các thì. Phần 2, sự hòa hợp của các thì. Phần 3, bài tập luyện tập. Đầu tiên, các em cần nắm được thì của động từ là gì? Thì là hình thức của động từ trong câu cho biết thời gian xảy ra hành động. Vậy, những hành động đã xảy ra, chúng ta sử dụng ở thì quá khứ, past. Present là những động từ ở thì hiện tại, bây giờ xảy ra. Và future là hành động trong tương lai. Ngoài ra, thì cũng cho biết hành động đó là thói quen đang diễn ra hay đã hoàn thành. Đây được gọi là thể, aspect. Trong tiếng Anh có tất cả 4 thể, simple, đơn, continuous, tiếp diễn, perfect, hoàn thành, perfect continuous, hoàn thành tiếp diễn. Với mỗi một mốc thời gian thì lại có 4 thể khác nhau. Như vậy, chúng ta có 4 thì quá khứ, 4 thì hiện tại và 4 thì tương lai. Do đó, trong tiếng Anh, cơ bản có 12 thì. Và hầu hết các em sẽ gặp những câu hỏi kiểm tra liên quan tới 12 thì cơ bản này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cách nhận diện của các thì. Ở thì quá khứ có một trong 4 dấu hiệu là động từ ở cột 2 bảng động từ bất quy tắc, động từ thêm ed, trợ động từ did, be được chia thành was, were, have được chia thành had. Ở hiện tại cũng có 4 hình thức là động từ giữ nguyên, động từ thêm đuôi s, es, do, does, am, is, are hoặc là have, has. Ở thì tương lai thì đa số các em gặp động từ khuyết thiếu là will. Thi thoảng chúng ta gặp từ shall. Đó là dấu hiệu để các em nhận diện được về mốc thời gian. Về thể thì thể đơn là động từ giữ nguyên, động từ thêm đuôi hoặc là động từ bất quy tắc. Động từ bất quy tắc này chúng ta chỉ gặp trong thì quá khứ đơn. Thể tiếp diễn gồm có be cộng verb in, bao giờ cũng có 2 từ như vậy. Perfect có have cộng phân từ quá khứ. Và perfect continuous, hoàn thành tiếp diễn là have been verb in. Khi làm các bài tập về thì, bao giờ các em cũng cần phải xác định các phương án đấy là ở mốc thời gian nào, sau đó chúng ta mới xét đến nó là ở thể nào. Hãy nhìn vào ví dụ câu sau. Almost everyone, blah blah blah, when we arrived in the party, a was chatting. Nhìn vào từ was thì đây là thời gian của quá khứ. Nó nằm trong dấu hiệu thứ 3. Cách chia của động từ be ở quá khứ. Và xét về thể thì đây là be cộng verb in. Như vậy đây là thể tiếp diễn. Vậy phương án A là thì quá khứ tiếp diễn. Be will chat. Từ will là dấu hiệu của thì tương lai. Và động từ chat ở dạng nguyên thể. Như vậy đây là thì tương lai đơn. C chatted. Động từ thêm đuôi ed. Động từ thêm đuôi ed là dấu hiệu đầu tiên của động từ ở quá khứ. Và đây chính là quá khứ đơn. D. Had chatted. Từ had là dấu hiệu thứ tư của thì quá khứ. Cách chia của động từ have. Và have cộng phân từ quá khứ thì đây chính là quá khứ hoàn thành. Khi các em làm bài tập về thì, nhớ rằng chúng ta cần phải nhận diện ra thì ở các phương án A, B, C, D trước. Sau đó chúng ta mới cân nhắc xem là liệu trong câu như này chúng ta sẽ lựa chọn thì nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét cách chia của động từ study. Ở thể đơn trước, past simple, quá khứ đơn, chúng ta có câu là he studied English. Ở hiện tại đơn là he studies English. Và tương lai đơn là he won't study English. Nhìn vào sơ đồ này, các em có thể thấy rằng cách sử dụng của các thể đơn, các thì đơn thì dùng để diễn tả hành động xảy ra có thể lặp đi lặp lại ở các thời điểm tương ứng. Chúng ta hãy cụ thể hơn cách dùng của các thì đơn.
Ở thì quá khứ đơn, động từ ở cột 2 hoặc động từ thêm đuôi ED diễn tả một sự việc đã xảy ra, đã kết thúc trong quá khứ. Chính vì vậy, cái dấu hiệu của thì quá khứ đơn, các em sẽ thường thấy rằng có các từ chỉ thời gian trong quá khứ, ví dụ như là yesterday, last, for example, last night, last month, last week, last year, hoặc là to ago, hoặc là một từ chỉ thời gian trong quá khứ, ví dụ như là in 2010, vào năm 2010. Hiện tại đơn là động từ giữ nguyên hoặc động từ thêm đuôi SES diễn tả một thói quen, một hành động lặp đi lặp lại ở hiện tại, hoặc là một sự thật luôn luôn đúng, một lịch trình, ví dụ như là lịch trình giờ chạy của tàu, của xe, máy bay. Thường dấu hiệu là có các từ chỉ cái mức độ thường xuyên, ví dụ như là always, often, sometimes, vân vân, hoặc là chỉ cái tần suất thực hiện một hành động, ví dụ như là once a week, một lần một tuần, hoặc là các từ như là every day. Nhưng nếu như đưa ra một cái sự thật luôn luôn đúng thì chúng ta cần phải căn cứ vào cái ngữ nghĩa trong câu đấy để hiểu được là đó có phải là một sự thật, một chân lý hay không. Chứ trong những câu đó thì sẽ không xuất hiện các trạng từ chỉ tần suất như thế này. Ở thì tương lai đơn, công thức là will cộng động từ và diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai hoặc là một kế hoạch chưa có sự chuẩn bị từ trước. Thông thường, thời gian của thì tương lai đơn sẽ có các từ như là tomorrow hoặc là tonight, ví dụ như đi với next week, next month, hoặc là in 2 weeks, trong 2 tuần nữa, hoặc là một từ chỉ thời gian trong tương lai, ví dụ như là in 2015, vào năm 2050. Các em hãy so sánh một chút với cấu trúc be going to với thì tương lai đơn sử dụng với từ will. Be going to được gọi là tương lai gần, thường để diễn tả một kế hoạch có sự chuẩn bị từ trước, một dự định sắp xảy ra, trong khi will thì lại đưa ra một cái kế hoạch mà chưa có sự chuẩn bị, một kế hoạch được đưa ra ngay tại thời điểm nói. Chúng ta chuyển sang thể tiếp theo là thể tiếp diễn. Với thì quá khứ tiếp diễn, he was studying English. Ở hiện tại tiếp diễn, he is studying English. Ở tương lai tiếp diễn, he will be studying English. Căn cứ vào sơ đồ này, chúng ta thấy rằng các thể tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại các thời điểm tương ứng. Chúng ta cùng xem xét lại cách chia của động từ ở các thể tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn được chia là was ago cộng verb in, diễn tả một sự việc đang xảy ra tại một thời điểm xác định cụ thể trong quá khứ. Ở đây chúng ta lưu ý từ thời điểm xác định cụ thể khác với thì quá khứ đơn là một thời điểm trong quá khứ chung chung. Vậy thì cụ thể ở đây nó sẽ được thể hiện bằng các từ ví dụ như là at this time yesterday, vào giờ này ngày hôm qua, hoặc là at 2 p.m. last Sunday, vào lúc 2 giờ chiều chủ nhật tuần trước. Đấy. Hoặc là từ at that time, hoặc là từ then. Khác với thì quá khứ đơn thì các từ chỉ thời gian nó mang tính chất rộng hơn trong quá khứ. Ví dụ chúng ta chỉ gặp từ yesterday hoặc là last Sunday. Hiện tại tiếp diễn, công thức là am, is, are cộng verb in, diễn tả sự việc đang xảy ra tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói. Một cách dùng khác nữa của hiện tại tiếp diễn là diễn tả một sự việc sắp xảy ra. Dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, các em thường thấy có các từ chỉ thời gian mang nghĩa là bây giờ, ví dụ như là now, at the moment, at present, hoặc là một câu mệnh lệnh. Với thì tương lai tiếp diễn, công thức là will be verbing, diễn tả sự việc sẽ đang xảy ra tại một thời điểm xác định cụ thể trong tương lai. Về dấu hiệu của tương lai tiếp diễn, nó gần tương đương như dấu hiệu của quá khứ tiếp diễn, chỉ khác là tương lai tiếp diễn thì gắn liền với các mốc thời gian trong tương lai. Ví dụ, at this time tomorrow, at 2 p.m. next Tuesday, hoặc là at that time, hoặc là then. Các thì hoàn thành. Ở quá khứ hoàn thành, động từ studied được chia là he has studied English. Ở hiện tại hoàn thành là he has studied English. Ở tương lai hoàn thành là he will have studied English. Với sơ đồ này sẽ cho các em thấy rằng các thì hoàn thành diễn tả một hành động xảy ra trước các thời điểm hoặc trước một hành động khác. Cụ thể hơn, ở quá khứ hoàn thành với cách chia là had cộng phân từ quá khứ thì diễn tả sự việc xảy ra trước một thời điểm hoặc một hành động khác trong quá khứ. Vậy thì khi diễn tả một hành động xảy ra trước, chúng ta sẽ thấy có các từ dấu hiệu như là by,
hoặc là before, hoặc là by the time, hoặc là after, sẽ gắn liền với một mốc thời gian trong quá khứ hoặc là một hành động được chia trong quá khứ. Chúng ta cùng xem thì hiện tại hoàn thành. Cách chia của hiện tại hoàn thành là have, has cộng phân từ quá khứ, diễn tả một sự việc đã xảy ra và còn liên quan đến hiện tại. Một sự việc đã xảy ra còn kéo dài đến hiện tại. Một sự việc vừa mới xảy ra hoặc là xảy ra lần đầu. Và một sự việc tính đến thời điểm nói vẫn còn chưa xảy ra. Có lẽ thì hiện tại hoàn thành là thì mà có khá nhiều cách sử dụng và so sánh với thì quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành. Vậy thì các em cần phải nhớ rõ các từ dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. Nó gồm có các từ ví dụ như là since, for, already, yet, recently, lately, this is the first time, so far, up to now, or before. Và chú ý là từ before này khác với từ before trong thì quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành ở chỗ là to be for ở đây đứng ở cuối câu và lúc này nó mang nghĩa là trước đây. Thì tương lai hoàn thành công thức là will have phân từ quá khứ diễn tả sự việc sẽ xảy ra trước một thời điểm hoặc trước một hành động khác trong tương lai. Thì tương lai hoàn thành cũng tương tự như quá khứ hoàn thành. Với các dấu hiệu như vậy, có khác là tương lai hoàn thành sẽ gắn liền với một sự kiện, với một mốc thời gian trong tương lai. Tiếp theo là các thể hoàn thành tiếp diễn. Ở quá khứ hoàn thành tiếp diễn, động từ được chia là he had been studying English. Ở hiện tại hoàn thành tiếp diễn, he has been studying English. Và tương lai hoàn thành tiếp diễn, he will have been studying English. Với sơ đồ này, các em thấy hành động ở thể hoàn thành tiếp diễn là diễn tả một hành động liên tục đã xảy ra trước và còn có thể tiếp diễn sau thời điểm tương ứng. Các cách dùng của các thì hoàn thành tiếp diễn tương đối giống với các thì hoàn thành, nhưng chúng ta sẽ xem sự khác biệt trong các cách dùng sau. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn công thức là had been, verbing. Nó cách dùng giống như quá khứ hoàn thành nhưng nhấn mạnh tính liên tục. Và các dấu hiệu của quá khứ hoàn thành tiếp diễn cũng tương tự như các dấu hiệu của quá khứ hoàn thành. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn công thức là have, has been, verbing. Cách dùng cũng như hiện tại hoàn thành nhưng nhấn mạnh tính liên tục. Và các dấu hiệu cũng như vậy. Tương tự thì tương lai hoàn thành tiếp diễn với công thức will have been verbing. Cách dùng như tương lai hoàn thành, nhấn mạnh tính liên tục. Và các dấu hiệu cũng tương tự như tương lai hoàn thành. Do đó trong đề thi, các thì hoàn thành tiếp diễn có thể sử dụng để thay thế cho các thì hoàn thành. Tuy nhiên, chúng ta lưu ý rằng thì hoàn thành tiếp diễn thường nhấn mạnh đến một hành động liên tục xảy ra. Vì vậy, nó hay gặp với những cái động từ nào nó mang nghĩa liên tục hoặc trong câu có nhấn mạnh tới các từ chỉ thời gian, một khoảng thời gian liên tục. Một lưu ý nữa, cách để các em nhận diện câu hỏi về thì trong đề thi. Trong đề thi chúng ta có tới 50 câu và số lượng câu kiểm tra về thì chỉ chiếm một số lượng câu nhất định. Vậy thì làm thế nào để nhận diện ra câu nào là câu kiểm tra về thì, tránh trường hợp các em sử dụng kiến thức cho phần liên quan tới thì của động từ, nhưng lại đi giải quyết một câu hỏi người ta đang kiểm tra một nội dung kiến thức khác. Vậy thì các em để ý rằng nếu như câu hỏi nào kiểm tra về thì trong đề thi, thì 4 phương án ABCD sẽ phải là 4 thì khác nhau của cùng một động từ. Các em hãy xét ví dụ sau trong 3 câu nằm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, mã đề 401, câu 11, 12 và 13. Ở câu 11, phương án A là being want. Chúng ta nhìn vào từ being, đây không phải là dấu hiệu của quá khứ, hiện tại hay tương lai. Như vậy phương án A không phải là thì. Phương án B, wanting, động từ thêm đuôi ing, cũng không phải quá khứ, không phải hiện tại, không phải tương lai. Câu C tương tự như vậy, to be want. Động từ to be cũng không phải là hình thức chia của thì. Và câu D là to want, động từ nguyên thể có to, cũng không phải là một cách chia của động từ theo thì. Vậy thì rõ ràng với cả 4 phương án ABCD này đều không phản ánh thì của động từ want. Do vậy câu số 11 không phải là câu kiểm tra kiến thức về thì, mà sẽ là kiểm tra một kiến thức về nội dung khác và các em sẽ học trong một chuyên đề khác. Ở câu số 12, phương án A, as tested, thì từ as cũng không phải là một nội dung liên quan đến thì. Câu B, is tested, is là thì hiện tại.
Và đây chính là thì hiện tại đơn của câu bị động. Chúng ta sẽ học trong một chuyên đề khác. Câu C là testing, động từ thêm đuôi ing không phản ánh về thì. Câu D, tested, đây là một hình thức giống như thì quá khứ đơn, là động từ thêm đuôi ed. Như vậy các em thấy rằng ít nhất ở phương án A và C đều không phải là các hình thức liên quan tới thì của động từ. Như vậy câu số 12 cũng không phải là câu kiểm tra kiến thức về thì, mà kiểm tra kiến thức về một nội dung khác. Ở câu số 13, phương án A, discuss, động từ nguyên thể. Vậy đây là thì hiện tại đơn. Câu B, were discussing, to were là thì quá khứ của động từ be. Be cộng verb ing, vậy đây là quá khứ, tiếp diễn. C, discussed, động từ thêm đuôi ed, quá khứ đơn. Và câu D, are discussing, hiện tại, tiếp diễn. Như vậy ở đây chỉ có duy nhất câu số 13 này là 4 phương án A, B, C, D đều là 4 thì khác nhau của động từ discuss. Và đây mới là câu kiểm tra kiến thức về phần thì. Và với câu này các em mới sử dụng những kiến thức liên quan tới phần thì để giải quyết câu này và lựa chọn đáp án sao cho phù hợp. Một nội dung cần lưu ý nữa đó là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Phần này các em lưu ý với các thì hiện tại và thì quá khứ của động từ to be. Chúng ta có công thức chung như sau. Nếu như chủ ngữ là các ngôi I, you, we, they và các danh từ thêm đuôi s, thì động từ đằng sau sẽ giữ nguyên thể, trợ động từ là do, have. Động từ to be được chia thành a, ở quá khứ đơn chia thành were. Duy nhất từ I không đi với a và were, mà I đi với am và was. Các danh từ thêm đuôi s thường là các danh từ số nhiều, ví dụ như là books, boys, girls. Với những chủ ngữ số ít như là he, she, it và danh từ không có đuôi s thì động từ đằng sau sẽ phải thêm đuôi s, es, trợ động từ does, trợ động từ has, is, was. Danh từ số ít là những danh từ chỉ một người, một vật hoặc là các danh từ không đếm được, ví dụ như từ water. Vậy thì các em hãy xét ví dụ sau. Một cô gái chúng ta có từ a girl. Nhưng nhiều cô gái chúng ta sẽ có từ girls, thêm đuôi s ở đằng sau. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Và những trường hợp ngoại lệ đấy thì các em hãy quan sát trong bảng sau. Thông thường, quy tắc chung, danh từ số nhiều là danh từ có đuôi s, danh từ số ít là danh từ không có đuôi s. Nhưng sẽ có rất nhiều những danh từ mà là danh từ chỉ tập hợp, không có đuôi s nhưng là danh từ số nhiều. Các danh từ ngoại lệ, ví dụ như từ man là danh từ số nhiều của từ man, children là số nhiều của từ child, tit số nhiều của từ tooth, từ feet số nhiều của từ foot. Hoặc cụm danh từ chỉ một lớp người bắt đầu bằng với từ the, ví dụ như là the poor, những người nghèo, the blind, những người mù. Hoặc là danh từ đi với từ a number of. Tương tự, nếu như chủ ngữ là động từ nguyên thể có to hoặc là verb ing hoặc là một mệnh đề đứng vai trò là chủ ngữ thì lúc này nó tương đương với một danh từ số ít. Với các danh từ chỉ tên một số môn học, một số môn thể thao, mặc dù kết thúc là đuôi s nhưng đây lại là danh từ số ít. Các danh từ chỉ căn bệnh cũng như vậy. Danh từ này ở đây, đây không phải là đuôi mà đây là các từ này, các chữ cái này nó bản thân nó xuất hiện trong các từ này rồi. Các cụm danh từ đặc biệt chỉ kích thước, đo lường, khoảng cách, thời gian, số tiền khi đứng làm chủ ngữ cũng được chia như là một danh từ số ít. Danh từ đi đằng sau the number of. Danh từ đi sau các từ như là each, every, somebody, someone, or no. Hoặc là danh từ chỉ tên riêng, đặc biệt là tên riêng của một số quốc gia. Trong trường hợp mà chủ ngữ trong câu là các danh từ có từ hai danh từ trở lên, thì các em lưu ý chúng ta chia theo danh từ đi sau nếu như từ nối giữa các danh từ đấy là một trong bốn trường hợp, đó là từ either or, hoặc là neither nor, hoặc là not only but also, hoặc là từ or. Lúc này chúng ta chia động từ theo cái danh từ đi sau của các cặp từ nối này, nhưng sẽ chia theo danh từ đi trước với các cặp từ nối là as well as, hoặc là giới từ with, hoặc là together with, hoặc là các giới từ khác. Các em hãy xét các ví dụ sau. Câu thứ nhất, the news is bad. Chủ ngữ ở đây là the news, là một danh từ số ít
Mặc dù các em nhìn thấy rằng nó kết thúc là chữ S, nhưng đây là một danh từ đặc biệt. Vậy thì động từ phải chia là is. Ví dụ thứ hai, The United States is a very big country. United States là danh từ chỉ tên riêng quốc gia. Vậy cũng là danh từ số ít. $5 is too much to pay for that book. $5, $5 là quá nhiều để trả cho cuốn sách đó. Vậy thì $5 này đứng vai trò là chủ ngữ, cũng là một chủ ngữ đặc biệt. Chúng ta chia động từ như hình thức số ít, chia là is. John or his brother are going to help me. Chủ ngữ ở đây gồm có hai danh từ, đó là John và his brothers, nhưng liên kết với nhau bởi từ or. Như vậy, chúng ta chia động từ theo danh từ đi sau, tức là từ his brothers. Như vậy, động từ được chia là A, số nhiều. Every man, woman and child is protected under the law. Phía trước chủ ngữ cũng rất nhiều danh từ, nhưng có từ every đứng đầu. Vậy thì cứ có every đứng đầu, chúng ta coi đó như là một danh từ số ít. Vậy động từ được chia là is. The police are coming. We've already called them. Police, cảnh sát, đây là danh từ chỉ tập hợp, vậy nó tương đương với danh từ số nhiều. Vậy thì động từ phải chia là A. Như vậy, cô giáo vừa hướng dẫn qua các em phần thứ nhất là công thức và cách dùng. Về phần công thức của 12 thì các em cần lưu ý cách nhận diện về thời gian và thể. Phần thứ hai là cách dùng của các thì. Lưu ý với thì đơn diễn tả một hành động xảy ra ở các thời điểm tương ứng. Tiếp diễn hành động đang xảy ra, hoàn thành hành động xảy ra trước các thời điểm. Và hoàn thành tiếp diễn là giống như thì hoàn thành nhưng nhấn mạnh đến tính liên tục. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần thứ hai, đó là sự hòa hợp với thì. Trước hết các em tìm hiểu các loại câu cơ bản trong tiếng Anh. Trong tiếng Anh gồm có 4 loại câu cơ bản là câu đơn, là câu có một mệnh đề chính thôi. Ví dụ, I went to the supermarket yesterday. Câu ghép là câu có từ 2 mệnh đề chính trở lên và liên kết với nhau bởi các từ nối. Ví dụ, his father is a doctor and his mother is a teacher. Câu phức là câu có một mệnh đề chính và một hay nhiều mệnh đề phụ. When I came, they were watching TV. Câu phức tổng hợp là câu có ít nhất 2 mệnh đề chính và một mệnh đề phụ. Ví dụ, although I like camping, I haven't had time to go lately, and I haven't found anyone to go with. Trong đề thi những năm gần đây, đặc biệt là hai kỳ thi gần nhất với các em vào năm 2018 và 2019, thì nội dung chủ yếu lại được kiểm tra về thì trong các câu phức. Thế nên hôm nay cô giáo sẽ tập trung vào các em về cách chia động từ của các câu phức. Với quy tắc chung sự hòa hợp về thì, các em cũng cần phải nhớ được là với câu ghép thì có hai mệnh đề chính. Và đây là hai mệnh đề độc lập với nhau, thế nên là thì của động từ không phụ thuộc vào nhau. Tuy nhiên, câu phức thì có mệnh đề chính và mệnh đề phụ. Vậy thì cách chia của động từ trong mệnh đề phụ phụ thuộc vào động từ trong mệnh đề chính. Và quy tắc sự phụ thuộc này như sau. Main clauses, mệnh đề chính mà ở quá khứ, thì mệnh đề phụ cũng phải ở quá khứ. Trường hợp thứ hai, mệnh đề chính mà ở hiện tại, thì mệnh đề phụ có thể ở bất cứ thì nào, quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu mệnh đề chính ở tương lai, thì mệnh đề phụ ở hiện tại. Và đây là ba quy tắc cơ bản mà các em cần nhớ xuyên suốt trong quá trình chia động từ ở tất cả các dạng câu liên quan tới thì của động từ. Quy tắc thứ nhất này, quá khứ đi với quá khứ. Quy tắc thứ hai, hiện tại đi với bất cứ thì nào. Và quy tắc thứ ba, tương lai đi với hiện tại. Một trường hợp các em gặp trong đề thi của năm 2018-2019 và nằm trong chương trình giáo khoa lớp 12 tiếng Anh cơ bản, đó là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Đây là một trường hợp đặc biệt của câu phức và các em cần chú trọng thêm về phần này. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian là một mệnh đề phụ chỉ ra khi nào một hành động xảy ra. Nó thường bắt đầu bằng các từ nối chỉ thời gian, ví dụ như là before, trước khi, after, sau khi, as, when, while, nghĩa là khi hoặc trong khi, until, cho đến khi, whenever, bất cứ khi nào, as soon as, ngay khi, since, kể từ khi.
no sooner than, ngay khi, as long as, by the time, vân vân. Vậy thì của động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian sẽ phụ thuộc vào thì của động từ trong mệnh đề chính. Sự phụ thuộc đó như thế nào? Mệnh đề chính mà ở quá khứ thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng ở quá khứ. Và đây cũng vẫn phù hợp với quy tắc số 1, sự hòa hợp về thì trong công phức mà các em vừa học. Trường hợp thứ 2, động từ trong mệnh đề chính ở hiện tại thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cũng ở hiện tại. Đây là trường hợp cụ thể hơn của quy tắc số 2 trong công phức. Trường hợp thứ 3, động từ trong mệnh đề chính ở tương lai thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở hiện tại. Và đây vẫn là quy tắc số 3 của công phức. Vậy trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian thì quy tắc số 2 được cụ thể hơn so với quy tắc số 2 trong công phức. Và các em hãy quan sát lại thì của động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Dùng quá khứ, hiện tại và hiện tại. Như vậy, trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, chúng ta không bao giờ sử dụng thì tương lai. Các em nhớ điều này. Không sử dụng thì tương lai trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Các em hãy xét các ví dụ sau. Với từ nối là when, while, as, thì một mệnh đề ở quá khứ đơn, một mệnh đề ở quá khứ tiếp diễn. Hãy nhìn vào ví dụ sau. When I was walking to school, it started to rain. Khi tôi đang đi bộ đến trường thì trời bắt đầu mưa. Trong này có hai hành động. Một hành động đang xảy ra thì có một hành động khác xen vào. Hành động đang xảy ra ở quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào ở quá khứ đơn. Trường hợp thứ hai với các từ after, before, by the time, when. Một mệnh đề ở quá khứ đơn, một mệnh đề ở quá khứ tiếp diễn. Ví dụ, she had left the party by the time we arrived. Cô ấy đã rời bữa tiệc trước khi chúng tôi đến. Vậy hành động cô ấy rời đi xảy ra trước thời điểm chúng tôi đến. Vậy thì hành động rời đi ở quá khứ hoàn thành. Hành động chúng tôi đến dùng ở quá khứ đơn. Các em chú ý một chút, mệnh đề nào đi đằng sau từ after sẽ dùng quá khứ hoàn thành. Mệnh đề nào đi sau từ before, by the time thì dùng quá khứ đơn. Có một cách rất dễ để nhớ được công thức này, tránh bị nhầm lẫn. Đó là các em thấy chữ after bắt đầu bằng chữ A là chữ đầu tiên trong bảng chữ cái. Vậy thì chữ after sẽ đi trước, vậy dùng quá khứ hoàn thành. Before, by the time bắt đầu bằng chữ B là chữ đi sau trong bảng chữ cái. So với chữ A, vậy thì các em dùng quá khứ đơn. Một ví dụ thứ ba, đây cũng là một trường hợp đặc biệt. Không được nhắc tới trong các quy tắc sự hòa hợp về thì ở công phức. Đó là trường hợp đi với từ since. Một mệnh đề ở quá khứ đơn, một mệnh đề ở hiện tại hoàn thành. Ví dụ, I have worked in this company since I left university. Tôi đã làm việc trong công ty này kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học. Mệnh đề nào đi đằng sau từ since, các em dùng quá khứ đơn. Nó tương đương như một mốc thời gian trong quá khứ. Một ví dụ tiếp theo với bất cứ từ nối nào. Mệnh đề chính được sử dụng ở thì tương lai hoặc thì hiện tại. Thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian dùng hiện tại. Ví dụ, I will call you when I come back home. Tôi sẽ gọi điện cho bạn khi tôi về nhà. Hoặc I always call him when I need help. Tôi luôn luôn gọi anh ta khi tôi cần sự giúp đỡ. Nếu mệnh đề chính dùng ở thì tương lai thì diễn tả một kế hoạch sẽ xảy ra khi cái hành động trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian xảy ra. Tức là tôi sẽ gọi điện cho bạn khi tôi về đến nhà. Còn nếu như hai mệnh đề cùng ở thì hiện tại thì lại diễn tả một thói quen. Cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ là tôi lại gọi cho anh ta. Vậy trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, các em nhớ 4 trường hợp với từ nối when, while, as, quá khứ đơn đi với quá khứ tiếp diễn. Trường hợp thứ hai với các từ nối after, before, by the time, when, quá khứ đơn đi với quá khứ hoàn thành. Thứ ba, hiện tại hoàn thành đi với từ since và quá khứ đơn. Và trường hợp thứ tư là mệnh đề chính ở tương lai hoặc hiện tại thì đi với bất cứ từ nối chỉ thời gian nào,
Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian dùng ở thì hiện tại. Như vậy, cô giáo đã kết thúc phần thứ hai, sự hòa hợp với thì. Các em cần nắm được đó là các loại câu trong tiếng Anh và nắm được sự hòa hợp với thì trong công phức cũng như là sự hòa hợp với thì trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập với các câu hỏi sau. Câu hỏi số 1. The teacher enters the room while the student blah 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 their plan for the excursion. Đây là mã đề 401 trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Câu số 2. The children blah 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 their kites in the field when it started to rain heavily. Đây là mã 403, vấn đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Chúng ta sẽ cùng phân tích hai câu này. Câu thứ nhất có sử dụng từ nối là while. Và động từ trong một mệnh đề cho sẵn chia là enter. Mệnh đề chúng ta cần chia nằm trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đi đằng sau từ while. Các em hãy nhớ đến trường hợp cách chia mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Tương tự như ở câu 2, từ nối được sử dụng là when. Động từ trong mệnh đề chính là started được chia ở thì quá khứ đơn. Vậy thì chúng ta hãy nhớ đến cách chia động từ trong mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian với các từ nối when, why, as. Một vế ở quá khứ đơn, một vế ở quá khứ tiếp diễn. Mệnh đề chính đã ở quá khứ đơn, vậy thì mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian ở quá khứ tiếp diễn. Tiếp diễn, hãy nhớ đến công thức về cách chia của động từ ở thể tiếp diễn, đó là be cộng verb in. Trong đó, be được chia ở quá khứ là was, were. Như vậy, câu số 1 đáp án đúng là B, was discussing. Ở câu số 2, động từ được chia là were flying. Các em có thể thấy rằng trong đề thi năm 2019, nội dung kiến thức được kiểm tra liên quan tới mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian trong trường hợp với các từ nối when, why, as, một vế ở quá khứ đơn, một vế ở quá khứ tiếp diễn, diễn tả hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào. Tiếp theo, các em hãy xem đề thi quốc gia năm 2018 ở mã đề 401 và mã đề 402. Câu thứ 3, từ nối là từ after. Mệnh đề đi đằng sau này cũng là một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Mệnh đề chính chia là did she realize. Đây là một câu đảo ngữ đặc biệt. Tuy nhiên các em không cần quan tâm tới đảo ngữ ở đây. Các em chỉ quan tâm đến thì thôi. Did she realize là thì quá khứ đơn. Tương tự ở câu số 4, vẫn như vậy, từ nối là after. Động từ ở mệnh đề chính chia là quá khứ đơn. Vậy thì chúng ta nhớ đến trường hợp thứ 2 với các từ nối after, before, by the time, when. Thì có một mệnh đề ở quá khứ đơn, một mệnh đề ở quá khứ hoàn thành diễn tả hành động xảy ra trước. Trong cả câu 3 và câu 4 thì mệnh đề chính đã chia ở quá khứ đơn rồi. Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian phải ở quá khứ hoàn thành. Hãy nhớ lại công thức cách chia ở thể hoàn thành, đó là have cộng với phân từ quá khứ và have được chia ở quá khứ thành had. Như vậy, câu số 3 đáp án đúng là C, had recovered. Câu số 4 đáp án đúng là B, had run. Tiếp theo, các em xem mã đề thi năm 2017 ở mã 401 và mã 402. Thì khác với đề thi năm 2018 và 2019, thì đề thi năm 2017 lại tập trung vào các câu đơn, nhưng có các từ chỉ thời gian rất rõ ràng. Với câu số 5, từ chỉ thời gian là last week, tuần trước. Tuần trước là một thời gian trong quá khứ, vậy thì chúng ta dùng quá khứ đơn. Quá khứ đơn là động từ thêm đuôi ed hoặc động từ ở cột 2 của bảng động từ bất quy tắc. Visit là một động từ có quy tắc, quá khứ đơn, động từ thêm đuôi ed. Đáp án đúng là A, visited. Câu số 6, thời gian được đề cập ở đây đó là từ last night, tối hôm qua, cũng là một thời gian trong quá khứ. Vậy chúng ta cần một đáp án là thì quá khứ đơn, động từ thêm đuôi ed. Đáp án đúng là phương án D, finished. Ví dụ tiếp theo nằm trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016, câu số 7.
It is raining heavily with rolls of thunder. We blah 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 shut a terrible thunderstorm. Đây không phải là một câu phức mà đây là hai câu độc lập nhưng cũng có sự liên kết với nhau. Ở câu thứ nhất, động từ được chia ở thì hiện tại tiếp diễn It is raining, trời đang mưa rất là to. Vậy thì đằng sau muốn diễn tả là chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cơn bão khủng khiếp đến vậy. Vậy thì lúc này các em hãy hình dung đến một sự việc xảy ra lần đầu. Vậy cứ sự việc nào xảy ra lần đầu liên quan tới các từ ví dụ như chúng tôi chưa bao giờ hoặc là đây là lần đầu tiên chúng ta dùng thì hiện tại hoàn thành. Công thức của thể hoàn thành là have cộng với phần từ quá khứ. Và have ở hiện tại được chia thành have hoặc là has cộng phần từ quá khứ. Như vậy ở đây đáp án đúng là phương án C. Have never seen. Câu số 8. Nằm trong đề thi Đại học khối A1 năm 2012. I blah 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 work last week, but I changed my mind. Thời gian được đề cập là last week, tuần trước. Vậy chắc chắn là một thời gian trong quá khứ. Cái nhìn 4 phương án ABCD, các em thấy phương án A là từ have started. Have là ở thì hiện tại, thể là hoàn thành. Như vậy chúng ta không thể chọn phương án A thì hiện tại hoàn thành cho một mốc thời gian trong quá khứ đi với từ last week. Như vậy các em bỏ phương án A. Bây giờ các em phân tích tiếp vế đằng sau. But I changed my mind. Động từ change, thay đổi. Tôi chấm 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 làm việc vào tuần trước nhưng tôi đã thay đổi ý định. Vậy thì rõ ràng cái hành động làm việc này chưa xảy ra, không thể dùng quá khứ hoàn thành, không thể dùng phương án C được, had started. Vậy chúng ta còn phương án B và phương án D. B ở đây các em nhớ tới đó là cấu trúc be going to, diễn tả tương lai gần. Một kế hoạch có sự chuẩn bị từ trước. Trong trường hợp này, rõ ràng cái kế hoạch này tôi đã chuẩn bị, chẳng qua là sau đó tôi thay đổi thôi. Vậy thì chúng ta sẽ dùng be going to cho câu số 8 này. Và be ở đây được chuyển thành quá khứ thành was going to start. Đáp án đúng là B. Câu số 9. After she graduates, she blah 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 a job. Với từ nối after, mệnh đề, trạng hữu chỉ thời gian ở đây, động từ là graduates, đã chia ở thì hiện tại. Các em nhớ đến trường hợp mệnh đề trạng hữu chỉ thời gian ở hiện tại. Mệnh đề chính có thể ở tương lai hoặc hiện tại. Xét vào câu 9 này, chúng ta sẽ chỉ có thể chọn phương án B thì tương lai đơn hoặc phương án D thì hiện tại đơn. Tuy nhiên với phương án D, chủ ngữ là she là số ít. Vậy thì chúng ta không thể chọn phương án D từ get vì không phù hợp giữa chủ ngữ và động từ. Và câu này có nghĩa là gì? Sau khi cô ấy tốt nghiệp, cô ấy chấm 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 xin việc làm. Rõ ràng khi nói như thế này chứng tỏ là cô ấy chưa tốt nghiệp. Vậy đây là một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Chúng ta sẽ dùng thì tương lai đơn từ will get. Câu số 10. Whenever I blah 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 her, I say hello. Bất cứ khi nào tôi gặp cô ấy, tôi đều nói xin chào. Vậy đây nó là một thói quen, một hành động chỉ một thói quen. Mệnh đề thứ nhất dùng với từ nối là whenever. Mệnh đề này đi đằng sau whenever là một mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian, không bao giờ dùng thì tương lai. Thế thì dĩ nhiên chúng ta đã bỏ được phương án B và phương án C, đều có từ will tức là thì tương lai. Như vậy chỉ còn lại giữa A và D. Động từ say dùng ở thì hiện tại. Vậy chúng ta áp dụng quy tắc sự hòa hợp về thì. Mệnh đề chính ở hiện tại thì mệnh đề phụ cũng sẽ phải ở hiện tại. Vậy đáp án đúng là A, C. Một dạng bài tập nữa các em sẽ gặp trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đó là dạng bài tập tìm lỗi. Chúng ta hãy cùng phân tích hai câu hỏi trong phần tìm lỗi. Mã đề thi 401 và 402 của đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018. Với câu số 11, 4 từ được gạch chân gồm có động từ is, giới từ by và các danh từ parents và peers. Hãy quan sát về chủ ngữ của câu này là teenagers, danh từ có đuôi s. Đây, danh từ có đuôi s không nằm trong các danh từ đặc biệt và đây là danh từ số nhiều.
áp dụng quy tắc sự hòa hợp. Chủ ngữ mà là số nhiều thì động từ đằng sau không có chữ s kết thúc. Như vậy chúng ta không thể dùng chữ is, bởi vì is cũng kết thúc là chữ s. Vậy câu này sai ở phương án A. Muốn sửa lại câu này, chúng ta sẽ phải sửa thành là teenagers are greatly influenced by not only their parents but also their peers. Tương tự ở câu số 12, các em thấy là chủ ngữ là my classmates, các bạn học cùng lớp với tôi. Đây là danh từ có đuôi s, danh từ số nhiều, cũng không thể đi với is được. Vậy sai ở phương án B, lỗi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Câu số 13 nằm trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017, mã đề 401. My brother usually asks me for help when he has difficulty with his homework. Đây là một câu phức có hai mệnh đề. Mệnh đề chính có chủ ngữ là my brother. Ở đây cũng đang có lỗi sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Chủ ngữ là my brother là danh từ số ít. Vậy chủ ngữ mà số ít thì động từ đằng sau các em nhìn phải thấy có chữ s, bởi vì đây là thể hiện tại đơn. Từ ask không thể giữ nguyên thể như thế này. Đáp án ở đây là A. Từ ask đang sai và muốn sửa lại từ ask các em phải thêm đuôi s. Câu số 14. Measles are one of the infectious diseases that children get. Trong câu này chủ ngữ là measles. Các em nhớ lại bảng các danh từ bất quy tắc mà cô giáo đã cung cấp, thì measles là một danh từ chỉ căn bệnh và nó có chữ s, nhưng đây không phải là đuôi mà đây là một danh từ số ít. Động từ chia ở đây không thể là a mà phải chia là is. Như vậy câu số 14 này sai ở phương án A. Câu tiếp theo, câu số 15. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Trong câu này, chủ ngữ là một cụm danh từ rất là dài. The tenants in the apartment next to mine. Cụm danh từ này được liên kết với nhau bởi các giới từ, đó là giới từ next to, to in. Và trong trường hợp các danh từ được liên kết với nhau bởi các giới từ như thế này, chúng ta sẽ chia động từ theo danh từ đi trước, đi đầu tiên. Đó là danh từ the tenants. The tenants là danh từ có đuôi s. Đây là một danh từ số nhiều. Theo quy tắc sự hòa hợp về thì, chủ ngữ số nhiều, động từ đằng sau không kết thúc là chữ s. Như vậy sai ở đây đang là phương án C, với từ is đang có lỗi. Câu số 16. The president surrounded by secret service agents are trying to make his way to the podium. Ở đây cũng là một cụm danh từ dài, đóng vai trò làm chủ ngữ. Và với những cụm danh từ dài như thế này thì các em cần phải tìm ra đâu là danh từ chính, vì chúng ta rất dễ bị mắc lừa. Ở câu số 16 này, danh từ the president được bổ nghĩa bởi một mệnh đề quan hệ rút gọn là surrounded by secret service agents. Vậy danh từ chính là the president, đóng vai trò là chủ ngữ chính. Và đây là danh từ số ít, động từ chia không thể chia là a mà phải chia là is. Như vậy câu 16 cũng là một câu sai, lỗi về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ. Cô giáo vừa cùng với các em tham khảo một số dạng câu hỏi trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia những năm gần đây. Đó là dạng thứ nhất, chọn phương án đúng để hoàn thành câu. Và dạng thứ hai là phát hiện lỗi sai. Cô giáo củng cố lại nội dung bài ngày hôm nay. Cô giáo cùng với các em đã ôn tập qua 3 phần. Phần thứ nhất là công thức và cách dùng của các thì, giúp các em nhận diện ra cách thì và phân biệt được cách dùng. Phần thứ hai là sự hòa hợp của các thì, lưu ý tới các dạng câu và đặc biệt là sự hòa hợp của các thì trong câu phức, câu có mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Phần thứ ba, chúng ta cùng nhau luyện tập với hai dạng câu hỏi là hoàn thành câu và tìm lỗi. Để luyện tập thêm, các em hãy truy cập vào trang web shub.edu.vn. Ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2020 của tỉnh Phú Thọ và tìm dạng bài tập liên quan tới thì của động từ để tiếp tục luyện tập và củng cố thêm. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với cô giáo trong suốt buổi học ngày hôm nay.
Hy vọng rằng sau buổi học này thì của động từ không còn là một khó khăn trở ngại với các em nữa và các em có thể giải quyết câu hỏi liên quan về thì trong một khoảng thời gian ngắn nhất và chính xác nhất. Chúc các em sức khỏe thật tốt và có một tâm thế thật tốt để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Thân ái và hẹn gặp lại. Thank you and goodbye.